Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tại bán đảo Sơn Trà, chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tuy nhiên, trong video này, chúng tôi sẽ không đặt trọng tâm vào cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Thay vào đó, hãy nhìn nhận vấn đề dưới góc độ địa chiến lược. Tại sao Pháp phải nổ súng ở Sơn Trà, Đà Nẵng? Tới năm 1965, khi Mỹ tiến hành chiến dịch leo thang chiến tranh ở Việt Nam, họ cũng cho những toán lính và phi cơ đầu tiên đặt chân vào Đà Nẵng. Cơ sở cho những sự kiện trên có thể được lý giải từ vị trí chiến lược của nơi này, cả về mặt quốc phòng lẫn kinh tế. Ngay cả hiện tại, địa lý cũng đang cho phép thành phố tiến vào quá trình lột xác và đón đầu những vận hội mới mà khó có địa phương nào cạnh tranh được. Vậy, vị trí địa lý của Đà Nẵng đã đem lại cho thành phố này những giá trị như thế nào? Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất tại miền Trung. Đà Nẵng giáp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam về phía Bắc, Tây và Nam. Phía Đông thì hướng ra Biển Đông. Thành phố này được tách ra khỏi tỉnh Quảng Nam từ năm 1997. Tuy nhỏ bé, nhưng Đà Nẵng lại được thiên nhiên ưu ái ban cho nhiều thắng cảnh, cùng với đa dạng các loại địa hình núi, biển, sông, suối, tạo động lực cho ngành du lịch của thành phố. Thậm chí vượt qua những thắng cảnh, thiên nhiên còn cho Đà Nẵng một vị trí chiến lược lý tưởng cả về mặt quốc phòng lẫn kinh tế. Giá trị đầu tiên chúng tôi muốn phân tích là về mặt quốc phòng. Không phải tới tận thế kỷ 21, Việt Nam mới nhận thức rõ ràng về những giá trị quốc phòng của Đà Nẵng, mà từ thời nhà Nguyễn, nơi đây đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia. Một phần là bởi Đà Nẵng nằm gần kinh đô Huế. Khoảng cách từ Đà Nẵng tới Huế là khoảng 100 km. Hơn nữa, Đà Nẵng còn nằm trên tuyến đường thiên lý Bắc Nam. Do đó, việc di chuyển giữa hai địa điểm không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng tại sao không đi thẳng vào Huế mà phải vòng qua Đà Nẵng? Đó là bởi Đà Nẵng có một thứ mà Huế không có: vịnh nước sâu. Dưới nhận thức của các vị vua triều Nguyễn, Đà Nẵng có vùng biển lớn, vừa rộng vừa sâu, có thể chứa được hàng ngàn thuyền ghe. Phía ngoài có núi tre, không phải lo về sóng gió. Hãy nhìn vào bản đồ địa lý của thành phố Đà Nẵng. Chúng ta có thể thấy một vùng biển ăn sâu vào đất liền, đó là vịnh Đà Nẵng. Đây là vùng vịnh có diện tích 12 km2 và độ sâu cực đại là 17 m. Diện tích và độ sâu như vậy hoàn toàn phù hợp cho những tàu container cỡ lớn của thế kỷ 21, chứ đừng nói tới những tốp tàu chiến hay tàu buôn sử dụng trong thế kỷ 19. Xung quanh vịnh còn được che chắn bởi bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, đều là những tuyến phòng thủ tự nhiên tương đối tốt, với độ cao khoảng từ 300 đến 1.000 mét. Nói cách khác, vịnh Đà Nẵng là một cảng tự nhiên thực sự thuận lợi, hội tụ đủ các yếu tố rộng, sâu và có tuyến phòng thủ tự nhiên bao quanh. Đó cũng là lý do khiến cho tàu buôn, thậm chí là cả tàu của các thế lực ngoại bang luôn muốn đổ bộ vào vùng biển Đà Nẵng. Vậy nên các công trình phòng thủ như pháo, thành lũy, đại bác đã được xây dựng từ thời nhà Nguyễn để vừa bảo vệ cửa biển này, cũng như kinh đô Huế và dinh trấn Quảng Nam vốn là cơ quan đầu não của xứ Đàng trong khi đó. Dưới thời nhà Nguyễn, cảng Đà Nẵng chủ yếu phục vụ giao thương cũng như diễn ra các hoạt động ngoại giao không chính thức với nước ngoài. Dần dần theo thời gian, cảng nước sâu của Đà Nẵng không chỉ trở nên cuốn hút với các tàu buôn, mà với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp quốc phòng, khu cảng này còn rất hấp dẫn với tàu chiến nữa. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, những toán lính Mỹ đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng, bắt đầu chiến lược chiến tranh cục bộ. Sân bay quân sự Đà Nẵng tại thời điểm này là một trong số những sân bay chính tiếp nhận lính Mỹ vào tham chiến và đồn trú tại Việt Nam. Cảng nước sâu tại đây nhận được sự quan tâm rất lớn để bảo vệ cho sân bay này, đồng thời kết hợp với lực lượng không quân nhằm tạo ra một vành đai vắt ngang bụng Việt Nam, vừa để triển khai quân đội tấn công miền Bắc, vừa để duy trì tình trạng chia cắt Bắc Nam. Cho tới hiện nay, Đà Nẵng vẫn là một trong số những quân cảng chính của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Cảng Tiên Sa và căn cứ của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đây là lực lượng đảm nhiệm việc bảo vệ vùng biển Việt Nam từ Quảng Bình tới Bình Định. Không chỉ có các hoạt động diễn tập, rèn luyện của Hải quân Việt Nam, mà tại đây cũng diễn ra các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Điển hình là sự kiện tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2023. Bất chấp sự phát triển như vũ bão của công nghiệp quốc phòng, cảng Đà Nẵng vẫn cho thấy mình có thể là nơi neo đậu an toàn cho những loại tàu đắt đỏ, khổng lồ và chiến lược nhất
như tàu sân bay. Giá trị chiến lược về mặt quốc phòng của Đà Nẵng không chỉ có cảng nước sâu, mà còn nằm ở quần đảo Hoàng Sa. Với việc là một quần đảo xa bờ, Hoàng Sa có thể đóng vai trò như một tuyến phòng thủ tầm xa. Các hệ thống radar, tên lửa phòng không, cầu cảng, trạm thông tin có thể được xây dựng trên các đảo, đá thuộc quần đảo Hoàng Sa để phục vụ mục đích thu thập thông tin, cứu giúp tàu bè ngư dân gặp nạn hay trường hợp có xung đột xảy ra sẽ lập tức triển khai tác chiến. Từ đó tạo thành một lớp phòng thủ từ hướng biển mà trong thế trận hải quân của Việt Nam còn được biết đến với tên gọi thế trận liên hoàn bờ, biển, đảo. Trong thế trận này, lực lượng hải quân nhân dân sẽ được bố trí hiện diện kéo dài từ các đảo Tiền Tiêu tới vùng biển chủ quyền và cuối cùng là bờ biển các tỉnh giáp biển. Nhất là khi lịch sử đã chứng minh trong số 14 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thì có tới 10 cuộc mà kẻ địch tiến công từ hướng biển. Thì giá trị quốc phòng của thành phố cảng miền Trung này chắc chắn sẽ còn phải được duy trì và phát huy. Như vậy, Đà Nẵng có được cho mình giá trị chiến lược về mặt quốc phòng chủ yếu tới từ cảng nước sâu và quần đảo Hoàng Sa. Nhưng những giá trị mà thành phố này mang lại không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài giá trị chiến lược về mặt quốc phòng, Đà Nẵng còn mang giá trị chiến lược về mặt kinh tế đã được phát hiện và thúc đẩy mạnh mẽ từ các đời vua Nguyễn. Trước khi các thương nhân nước ngoài biết tới Đà Nẵng, họ thường cập bến ở Hội An, biến phố cổ này trở thành khu cảng nhộn nhịp nhất đàng trong thời bấy giờ. Tuy nhiên, khi cửa biển Đại Chiêm và sông Cổ Vò, vốn là lối vào Hội An của các tàu buôn, bị bồi lấp, thì Hội An mất đi vị thế thương cảng số 1 của mình. Thế chỗ cho Hội An chính là Đà Nẵng với cảng nước sâu và sự che chắn của các dãy núi tự nhiên. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, cảng nước sâu Đà Nẵng có khả năng tiếp nhận những tàu trọng tải cỡ rất lớn. Vì thế, những tàu buôn của các thương nhân nước ngoài rất thích tới đây, vì vùng nước này có thể chứa được nhiều tàu thuyền, thậm chí là những tàu thuyền buôn lớn chở rất nhiều hàng hóa. Và tàu của họ cũng được bảo vệ một cách tự nhiên khỏi các con sóng lớn do địa hình vốn có của vùng cảng này. Nhà Công Chính, một cơ quan hành chính tại Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, đã đưa ra những thống kê về lượng tàu thuyền cập cảng Đà Nẵng trong khoảng nửa đầu thế kỷ 20. So sánh với hai cảng khác là Quy Nhơn và Vinh, Bến Thủy, thì cảng Đà Nẵng có số liệu vượt trội. Cụ thể, từ năm 1919 đến 1944, cảng Đà Nẵng tiếp nhận 142.627 tàu thuyền tham gia mậu dịch thương mại, tương đương với khối lượng hàng hóa lên đến 2.446.283 tấn. Còn ở cảng Quy Nhơn và Vinh, Bến Thủy có lần lượt là 66.951 và 17.954 tàu thuyền cập cảng với khối lượng hàng hóa là 867.682 tấn và 1.371.477 tấn. Rõ ràng là ít hơn rất nhiều so với Đà Nẵng. Những số liệu trên là để chúng ta thấy được tiềm năng thương mại của Đà Nẵng lớn tới như thế nào nhờ vào đặc điểm địa lý, thậm chí là từ những năm đầu của thế kỷ 20. Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn, thì cảng Đà Nẵng lại càng phát huy được giá trị địa kinh tế của mình. Với vị thế là cảng biển lớn nhất miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng sẽ đóng vai trò là một cực thu hút kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và rộng ra là toàn khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Bởi các nhà đầu tư khi tiếp cận Đà Nẵng cũng sẽ tìm tới những tỉnh thành lân cận như Huế, Quảng Nam để đa dạng hóa cơ sở sản xuất. Cùng với đó là sự nâng cấp của hệ thống cơ sở hạ tầng nối các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tới Đà Nẵng, phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu. Nói cách khác, cảng nước sâu ở Đà Nẵng là cánh cửa chính cho hàng hóa và vốn đầu tư đi vào cũng như đi ra Việt Nam. Không chỉ với Việt Nam, giá trị của cảng nước sâu Đà Nẵng còn có vai trò với các nước Đông Nam Á lục địa. Đây là hành lang kinh tế Đông Tây, một sáng kiến để thúc đẩy kinh tế các nước Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Trong đó, điểm kết thúc đầu phía đông của hành lang này chính là Đà Nẵng. Hãy cùng hình dung như thế này. Hàng hóa từ Chiang Mai, Thái Lan, nếu không có hành lang kinh tế Đông Tây mà muốn qua Thái Bình Dương, sẽ phải đi một tuyến đường vòng khá xa, có thể là tới cảng Bangkok, rồi sau đó mới có thể vào vịnh Thái Lan, qua Biển Đông và cuối cùng là tới Thái Bình Dương. Nhưng với sự hỗ trợ của hành lang kinh tế Đông Tây, hàng hóa từ Chiang Mai có thể đi thẳng tới cảng Đà Nẵng, từ đó vào Biển Đông và cuối cùng là ra tới Thái Bình Dương luôn. Một tuyến đường ngắn hơn khá nhiều. Và trên tuyến đường này, chắc chắn Đà Nẵng sẽ hưởng lợi từ các loại hình phí dịch vụ. Kinh tế Đà Nẵng sẽ có cơ hội phát triển. Sự phát triển này hoàn toàn có thể lan sang các tỉnh thành lân cận
và thậm chí là toàn khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tất cả chỉ nhờ cảng nước sâu mà thiên nhiên đã ưu đãi bạn tặng cho Đà Nẵng. Không chỉ có cảng biển, huyện đảo Hoàng Sa cũng mang lại giá trị địa kinh tế rất lớn cho nơi này. Đây là bản đồ mật độ giao thông trên Biển Đông. Hãy nhìn vào bản đồ trên, có thể dễ dàng nhận thấy quần đảo Hoàng Sa án ngữ ngay trên những tuyến đường thủy bận rộn nhất, nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phát triển như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Do đó, làm chủ được quần đảo này cũng có nghĩa là làm chủ được các tuyến đường vận tải biển quan trọng đi qua Biển Đông, tạo điều kiện cho các loại hình dịch vụ như logistics, trung chuyển, trạm tín hiệu. Bên cạnh đó, nguồn lợi thủy hải sản phong phú cũng sẽ đóng vai trò là kế sinh nhai quan trọng cho các ngư dân bám biển, đem về nguồn lợi kinh tế cho không chỉ Đà Nẵng mà còn là các tỉnh ven biển và Việt Nam nói chung. Như vậy, cũng chính cảng nước sâu và quần đảo Hoàng Sa đã cho Đà Nẵng tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành dịch vụ vận tải biển. Tự nhiên đã cho Đà Nẵng một cần câu cơm giá trị. Bài toán đặt ra cho Việt Nam nói chung và chính quyền thành phố Đà Nẵng nói riêng là phải làm thế nào để sử dụng thật hiệu quả cần câu cơm đó. Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Quốc hội Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 136/2024/QH15. Trong đó nổi bật là quy định về việc thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng. Các bạn hãy hiểu khu thương mại tự do như là một loại hình đặc khu kinh tế. Đây là một khu vực được xác định rõ ràng về mặt địa lý, đóng vai trò tạo động lực phát triển kinh tế cho quốc gia sở hữu khu thương mại tự do. Trong khu vực này, hàng hóa sẽ được nhập khẩu, lưu trữ, xử lý, sản xuất hoặc gia công, sau đó được xuất khẩu với các quy định về hải quan đặc thù như là miễn thuế. Thông thường, khi các phụ kiện nguyên liệu cho quá trình sản xuất được nhập khẩu vào một quốc gia, chúng sẽ bị đánh thuế bởi cơ quan hải quan của quốc gia đó. Nhưng nếu các vật phẩm đó được vận chuyển tới một khu thương mại tự do, chúng sẽ được miễn thuế. Tất cả các hoạt động sản xuất, gia công, dịch vụ trong khu thương mại tự do sẽ là các hoạt động khép kín. Chỉ khi hàng hóa được hoàn thiện và đưa ra buôn bán bên ngoài thì mới bị đánh thuế. Cơ chế miễn thuế của khu thương mại tự do rõ ràng là vô cùng hấp dẫn với các nhà đầu tư, bởi họ sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ. Quốc gia chủ quản cũng được hưởng lợi nhờ vào nền kinh tế được kích thích tăng trưởng từ các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Cơ chế của khu thương mại tự do Đà Nẵng cũng sẽ vận hành y hệt như vậy. Về cơ bản, khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ gắn liền với cảng biển Liên Chiểu, một siêu dự án của thành phố được dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Đây cũng là khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Quy hoạch của khu thương mại tự do Đà Nẵng bao gồm 3 phân khu chính: khu sản xuất, trung tâm logistics và khu thương mại dịch vụ, có tổng diện tích khoảng 1.300 ha. Các hoạt động trong khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng, kiểm soát bởi cơ quan hải quan. Hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu vào đây sẽ được hưởng các loại ưu đãi về thuế quan. Chỉ khi giao dịch buôn bán với bên ngoài mới bị đánh thuế theo quy định của luật hải quan Việt Nam cùng các luật liên quan. Đà Nẵng sẽ như hổ mọc thêm cánh. Với đặc điểm địa lý vốn có, cộng thêm khu thương mại tự do sẽ được thành hình trong tương lai. Bởi vịnh nước sâu tại thành phố này đang tiếp tục được khai thác để xây dựng cảng Liên Chiểu, cảng biển gắn liền với khu thương mại tự do, có khả năng đáp ứng lượng hàng hóa lên tới 50 triệu tấn trên năm. Các cơ sở hạ tầng khác như là ga Kim Liên hay cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng sẽ được tận dụng triệt để, kết nối Đà Nẵng với các thành phố lớn của Việt Nam và các trung tâm kinh tế thế giới. Qua đó phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, làm nổi bật hơn nữa vai trò là cửa ngõ miền Trung của Đà Nẵng. Các nhà đầu tư chắc chắn sẽ không thể bỏ qua một khu vực vừa có ưu đãi thuế quan, vừa có hệ thống giao thông có khả năng kết nối với không chỉ thị trường trong nước mà còn với khu vực và toàn cầu. Bởi khi đầu tư tại Đà Nẵng, nhà đầu tư có thể tận dụng hành lang kinh tế Đông Tây để đưa hàng hóa của mình thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước Đông Nam Á khác nếu họ thấy có tiềm năng. Vị trí của Đà Nẵng trên các tuyến đường biển quốc tế qua Biển Đông cũng sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất tại đây xuất khẩu hàng hóa tới các thị trường lớn như Trung Quốc. Khu thương mại tự do này vừa là một phần quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng, vừa là một cơ hội chào đón người nhập cư, giới tinh hoa, lực lượng trí thức, lao động trình độ cao, người nước ngoài tới sống, làm việc và giải trí tại thành phố bên sông Hàn. Dòng người nhập cư này sẽ kích thích nhu cầu phát triển các loại hình nhà ở, bất động sản. Hay nói cách khác, khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất,
thương mại quốc tế, mà còn là mảnh đất sinh lời cho những nhà đầu tư bất động sản muốn đón đầu con sóng của dòng lao động có chất lượng và nhu cầu nhà ở cao. Từ đó tạo động lực phát triển hơn nữa cho kinh tế và người dân thành phố Đà Nẵng, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh từ vị trí địa lý thuận lợi của thành phố này. Không chỉ thế, khu thương mại tự do Đà Nẵng còn tiếp giáp các khu du lịch nổi tiếng như là Bà Nà, Suối Mơ hay Đồng Xanh, Đồng Nghệ. Quy hoạch như vậy sẽ tạo ra sức hút lớn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn tới xây dựng các khu mua sắm hàng hóa miễn thuế cao cấp gắn với dịch vụ chất lượng cao, đa dạng hóa hoạt động du lịch, dịch vụ. Từ đó thúc đẩy ngành du lịch của thành phố phát triển, giữ chân du khách dài ngày, thúc đẩy chi tiêu. Và sau cùng thì, với những thuận lợi mà khu thương mại tự do có thể đem lại, Đà Nẵng sẽ bứt phá nhanh, mạnh, khẳng định là thiên đường du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, sinh sống và đầu tư đẳng cấp quốc tế. Với vị trí địa chiến lược cả về mặt quốc phòng và kinh tế, sẽ không quá phóng đại khi nói Đà Nẵng là hòn ngọc quý của dải đất miền Trung Việt Nam. Hòn ngọc ấy hiện vẫn đang ngày ngày được mài giũa để trở nên sáng hơn, giá trị hơn và hấp dẫn hơn với không chỉ Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế. Đi cùng với mài giũa, việc bảo vệ, gìn giữ hòn ngọc này sao cho nguyên vẹn và bền vững cũng là bài toán cần có sự chung tay và nghiêm túc suy nghĩ của Việt Nam.